xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay lại với channel của mình. Mình là Thuận Nguyễn, kênh An Giang Ngày Nay. Thì hôm nay cũng tiếp tục giao lưu với chỗ anh Phương ở Cái Dầu với quý cô chú. Anh Phương thông báo sẽ giao lưu với quý cô chú những cái cây mai tàn chơi Tết mini của anh ở cái vườn mai An Giang Cái Dầu. Thì mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng giao lưu với chỗ anh Phương Cái Dầu nhé. Xin chào anh Phương ơi. Dạ thân thưa. Dạ hôm nay nghe anh thông báo là tiếp tục giao lưu với quý cô chú ở những cái cây mai tàn mini chơi Tết rất là đẹp đó, thì mời anh chào cô chú giới thiệu anh Phương ơi. Chào anh chị em và cô bác gần xa. Hôm nay em có về lô mai Giảo Thủ Đức Nguyên Thủy. Rồi. Và có hai cây mai Giảo Thường nha cô bác. Rồi. Mong cô bác ủng hộ giùm, chân thành cảm ơn. Rồi, rất là cảm ơn quý cô chú đã ủng hộ anh Phương những cái clip vừa qua. Rồi bây giờ mình mời anh Phương giới thiệu cây đầu tiên anh Phương ơi. Hôm nay mình có khuyến mãi nha cô bác. Rồi khuyến mãi ha. Dạ. Rồi anh giới thiệu đi. Một cây là tặng một cái đồ gạt. Rồi mua nha. Mua một cây mai là tặng một cái đồ gạt hả? Dạ. Ồ. Mua hai cây thì tặng chiếc nhẫn bước lông. Ồ. Nhẫn bước lông này gọi đèn vô như máu mà cô bác. Mua ba cây tặng chiếc vòng đeo tay bước lông luôn. Ồ, rất là tuyệt luôn quý cô chú. Vòng đeo tay bước lông là có giá trị nha cô bác. Đó, thì anh Phương cũng dành những cái tình cảm để mà đền đáp lại cái sự yêu thương quý cô chú nha. Rồi bây giờ anh Phương tiếp tục giới thiệu cho quý cô chú nha. Cây thứ nhất anh Phương ơi. Cây thứ nhất là A1 cô bác. Cây A1 quý cô chú ơi, đánh dấu A1. Rồi anh giới thiệu cây luôn. Rồi bây giờ mời anh Phương quay một vòng đi cho quý cô chú hình dung cái tổng thể cái dáng của cây. Đó. Đây một cái cây mai tàn ha. Anh Phương giới thiệu luôn Phương ơi. Cây này bông 5 cánh đến 8 cánh nha cô bác. Rồi, bông từ 5 tới 8 cánh ha. Cây rất là khỏe ha. Giao lưu cho quý cô chú là những cái cây này là anh Phương bao sống khỏe ha anh Phương ơi. Dạ. Vườn mai An Giang quý cô chú ơi. Rồi mời anh Phương lấy thông tin cho quý cô chú nè. Đây là 12 yếu cơ quá. 11 đi. Coi như 11 đi. Rồi. Hao hao chiều cao. Chiều cao là 1m15. Chiều cao 1m15. Rồi cái tàn luôn, hao hao luôn. Tàn ngang là 75. 75 ha. Đây mình chờ chi tiết cho quý cô chú xem. Tay cành của em nó cũng rất là đều ha. Đây một thân một cốt nha quý cô chú. Rồi anh quay nhẹ nhẹ vòng đi anh Phương ơi. Rồi báo giá giao lưu cái cây số 1 cho quý cô chú luôn nha. Cây số 1 là giao lưu là 600 ngàn cô bác. Ồ 600k ha. Báo ship toàn quốc luôn. Ồ ship toàn quốc luôn quý cô chú ơi. Rất là tuyệt vời. Đó thì đợt này anh Phương là giao lưu những cái cây mai tàn mini chơi Tết. Giá rất là hữu nghị. Mong quý cô chú xem thích thì cứ alo liên lạc với anh Phương nha quý cô chú. Đó, mình để cái số anh Phương ở góc trái màn hình quý cô chú cứ mạnh dạn liên lạc nha. Rồi anh Phương giới thiệu cây tiếp theo anh Phương ơi. Cái này là cây A2 nha cô bác. Cây A2 anh quay vòng nhẹ đi anh Phương. Đây quý cô chú ơi. Cũng là một cái cây mai tàn. Đó. Mini nha quý cô chú. Đây chi tiết chi cành của em nó đây quý cô chú ơi. Cái này đang lên sụn quá. Rồi đó anh giới thiệu cây chi tiết cho quý cô chú nha. Đây những cái đặc điểm của cây. Rồi bây giờ anh lấy thông tin đi, thông số đi anh Phương ơi. 16 cô bác ơi. Rồi 16. Chiều cao 1m2. Chiều cao khoảng 1m2 ha. Rồi. Tàn ngang 1m. Rồi tàn bộ tàn khoảng 1 thước nha quý cô chú. Đó. Rồi anh quay nhẹ lên vòng cho quý cô chú hình dung nè. Đó, một cái cây mai tàn mini. Đó, chi cành thì cũng rất là đều tay bên trong để quý cô chú về dưỡng vô chậu dưỡng chơi Tết được ha. Rồi anh báo giá giao lưu luôn Phương ơi. Cái hai là 700 ngàn nha các bác. Ồ 700 ngàn quý cô chú ơi. Ship toàn quốc luôn. Ship toàn quốc luôn. Đây tổng thể rồi quý cô chú xem nha. Đó thì trong quá trình ghi clip thì em cháu cũng không tránh khỏi những cái thiếu sót. Mong quý cô chú xem góp ý quan hỷ và cho em cháu làm tốt hơn để mà phục vụ quý cô chú nha. Rồi mời anh Phương giới thiệu cây tiếp theo Phương ơi. Cây này là cây A3 nha cô bác. Cây A3. Cây đây. Này là đặc biệt Giảo Nguyên Si nha cô bác. Giảo Nguyên Thủy ha. Giảo Nguyên Thủy ha. Dạ Giảo Nguyên Thủy, Giảo Thủ Đức luôn nghe chứ phải Giảo Thường nha cô bác. Giảo Thủ Đức luôn. Rồi anh quay nhẹ cho bà con. Bông rất đẹp, bông 8-12, bông rất đẹp nha cô bác. Rồi bông 8 phải như Giảo Thường nha. Đó, có thông tin anh cứ thông tin cho quý cô chú hình rõ nha. Đây bộ tàn của quý cô chú ơi. Đó tàn của em đó. Rồi bây giờ nở rồi cô bác. Bây giờ anh lấy thông tin đi, mình ghi từ từ trên xuống dưới cho quý cô chú xem nè.
Đây cái cũ bên dưới luôn quý cô chú ơi. Hoành là 28 nha cô bác. Rồi vị trí đó 28 ha. Rồi lấy thêm luôn anh Phương ơi. Cũ nở là 37 nha cô bác. Rồi ở dưới là 37 đó. Rồi những cái thông tin cơ bản. Chiều cao là cỡ 2 mét nha cô bác. Chiều cao hao hao 2 thước ha. Bộ tàng luôn anh Phương ơi. Bộ tàng là 1m4 nha cô bác. Rồi 1m4 ha. Tương đối là lớn đó nha quý cô chú. Đó, về mình gom gom gọn gọn lại vô chậu là dưỡng là chơi tết được luôn. Để gắt quá nè cô bác, nở mà nó có cái bệ này nè. Gắt rất đẹp. Rồi anh quay qua một vòng nhẹ đi với cô chú coi cái bộ đế nè. Đó, bộ đế là nó có một cái nở đế ha. Đây có đế nè, không có môi cô bác, đế bự lắm cô bác nè. Rồi chi cành bên trên rất là đều cây. Rồi anh báo giá giao lưu luôn Phương ơi. Cái này là giao lưu 2.2 nha cô bác. Đây A3 2.2 ha. Dạ. Rồi ship toàn quốc luôn anh Phương ơi. Toàn quốc luôn. Đó, quý cô chú xem lại nha. Đó xin nhắc lại với quý cô chú là mình đang giao lưu với chỗ anh Phương Cái Dầu, vườn mai An Giang. Đó. Giới thiệu quý cô chú những cái cây mai tàn mini chơi Tết giá hữu nghị nha. Rồi mời anh Phương giới thiệu cây tiếp theo anh Phương ơi. Cái này là cây A4 nha cô bác. Cây A4, anh Phương quay một vòng đi anh Phương ơi. Đặc biệt là cái cây này trở về sau đều là mai giảo Thủ Đức Nguyên Thủy không nha cô bác. Rồi giảo Thủ Đức bông 8 đến 12 cánh không à. Bao bông đẹp luôn. Thương thông đặc tin biệt nha. Cái này là đang sù chảy nha cô bác. Rồi anh chỉ những cái dấu sù cho quý cô chú nè. Sù là đây, sù nách nè cô bác. Đây là nè sù bể sù cho nè cô bác. Đó. Nè sù chảy nè cô bác. Mấy cái nách đều bể sù hết. Đó, chi tiết cho quý cô chú sù xem. Hết nha cô bác. Đó, hình dung ha. Sù nu luôn nè. Nu cục cục luôn. Rồi anh quay vòng đi. Quay vòng lại quý cô chú hình dung nè. Đó bộ tàng của em đó nè. Rồi anh lấy thông tin đi cho quý cô chú biết cái thông tin nè. Mình đó tại vị trí này là 26 rồi cô bác. Rồi vị trí đó 26 ha. Chiều cao 2 mét. Chiều cao khoảng 2 thước. Rồi bộ tàng luôn. Tàng 1m4 cô bác ơi. Rồi bộ tàng khoảng 1m4 đó. Quý cô chú hình dung những cái thông số cơ bản của cây ha. Đây mình ghi lại một lần nữa cho quý cô chú xem. Tay cành rất là dày đặc bên trong luôn. Đặc biệt là nó xù. Giảo Thủ Đức bông rất đẹp rồi cô bác. Này đặc biệt là giảo Thủ Đức ha. Yeah. Rồi anh Vương thông báo giá giao lưu luôn Vương ơi. Giao lưu cái này là 1.8 cô bác. 1.8 quý cô chú ơi. Ship toàn quốc luôn. Bao ship toàn quốc luôn. Đó, rất là tuyệt vời. Đợt này anh Phương ship toàn quốc cho quý cô chú. Đó, quý cô chú cứ ở nhà thông thả mở máy xem. Nếu mà thích cây nào thì alo anh Phương. Đó, cây sẽ ship tới nhà cho quý cô chú nha. Rồi mời anh Phương giới thiệu cây tiếp theo anh Phương ơi. Tiếp theo này là cây A5 nha cô bác. Cây A5 quý cô chú ơi. Rồi anh giới thiệu luôn Phương ơi. Cây này là cây mai tàn thành phẩm đó cô bác. Cây mai rất đẹp nha cô bác. Ê, mình thấy nó đặc có biệt là giảo Thủ Đức không nha cô bác ơi. Giảo Thủ Đức ha. Đang bể sụ cho nè cô bác. Có những cái dấu nó dấu sụ. Bể sụ cho nè. Đây tổng thể đây. Bể sụ nhiều lắm cô ơi. Anh quay nhẹ vòng lên Phương. Đó cho quý cô chú cái hình dung. Mới về làm không kịp nha cô bác. Coi như là mới về là lên sóng cho quý cô chú luôn đó. Đó chưa có kịp làm mặt mày gì hết. Đây. Bể sụ đi. Sụ đi quý cô chú ơi. Những nốt sụ nè. Rồi anh lấy thông số đi, để nó lấy thông số cho quý cô chú nè. 25 đi cô bác. Rồi vị trí đó 25. Cao 2 mét mấy đi cô bác. Chiều cao của em nó là khoảng 2 mét hơn. Đó. 2 mét 3. Tàn cỡ 1 mét 7 đi cô bác. 6 mét 7 rồi, hết tướng không hết. Đây quý cô chú xem đây, chi cành bên trong rất là kẹo nạo luôn. Mà đặc biệt là tay cành tự nhiên nữa quý cô chú. Đó, quý cô chú về thì có thể là sửa chút đỉnh lại. Đó, con đồ chút đỉnh lại là mình vô chậu chơi Tết được rồi quý cô chú. Giảo Thủ Đức này đẹp lắm cô bác ơi. Bông đẹp rất đẹp luôn. Giảo Thủ Đức ha. Bông đặc đẹp biệt lắm. Lô này lô giảo Thủ Đức nha quý cô chú. Rồi báo giá luôn Phương ơi. Cái anh em này là giao lưu 2.8 cô bác. 2.8 ha. Dạ bao ship toàn quốc luôn. Đó, ship toàn quốc cho quý cô chú luôn. Đây những cái nốt sù đây, cây này đẹp nha quý cô chú. Đế cái nốt đẹp luôn quá ơi. Cũng nở luôn. Đó, mong quý cô chú xem thì thích cây nào thì cứ alo liên lạc anh Phương nha quý cô chú. Rồi mời anh Phương giới thiệu cây tiếp theo anh Phương ơi. Cây này là cây A6 nha cô bác. Cây A6 quý cô chú ơi. Đây có một bộ tàng rất là đẹp đây. Giới cũng rất đẹp luôn rồi. Để trải điều hết trơn luôn. Anh giới thiệu cây cho quý cô chú nha. Mình ghi rõ hình ảnh cho quý cô chú từ từ thông thả xem để cảm nhận. Chưa làm gì được chứ có giờ làm không kịp.
Đây bộ đế đây bà quý đế cô chú ơi, rất là đều luôn nha. Rồi anh để đó lấy thông số cho quý cô chú hình dung luôn. Đây dán tổng thể đi quý cô chú ơi. Quanh 21 bác ơi. Đây từ từ mình vô cho quý cô chú xem nha. Rồi vị trí đó 21 ha. Chiều cao 1,5 m. Chiều cao khoảng 1,5 m quý cô chú ơi. Tàn ngang 1,1 m. Tàn 1,1 m. Từ giờ mình quên hao hao cái chiều ngang đường kính bầu á cho quý cô chú hình dung luôn. Khoảng đó nghe quý cô chú. Kính bầu là 35. Khoảng 30 ba mấy đó. Đó tượng giờ là mình quên cái phần đó, mình nhắc lại với quý cô chú. Đây. Đường kính bầu là khoảng 30 30 mấy trở lên ha. Rồi. Đặc biệt luôn này bóng giảo đẹp lắm nha cô. Giảo Thủ Đức đẹp, rất là đẹp quý cô chú ơi. Rồi anh báo không giá luôn không đó. Cha 6 này giao luôn 1,6 triệu nha cô bác. 1,6 triệu ha. Thôi ship toàn quốc luôn. Ship toàn quốc cho quý cô chú. Đó. Rất là tuyệt vời luôn. Quý cô chú cứ việc là thích cây nào thì cứ alo liên lạc với anh Phương. Đó, cây anh Phương sẽ chuẩn bị và ship cho quý cô chú nha. Mời anh Phương giới thiệu cây A7 cho quý cô chú anh Phương ơi. Cái này cây A7 nha cô bác. Cây A7 anh Phương quay vòng đi. Đẹp quá ơi. Đó, một cái cây mai tàn rất là đều luôn. Thực là mấy cái này thì đang chuẩn bị bể sụ cho các bác nè. Đây, chi tiết cho bể sụ cùng trên đây cũng có bể sụ nè. Những cái dấu hiệu sụ của nó cho quý cô chú hình dung. Đặc biệt là em nó một thân một cốt nè ha, rất là lực nè. Rồi anh lấy thông số đi anh Phương ơi cho quý cô chú hình dung nè. Chi cành bên trên quý cô chú. 21 quá ơi. Rồi từ từ đây, 21 vị trí đó nha quý cô chú. Chiều cao 1,6 m quá ơi. Chiều cao 1,6 m. Tàn 1,5 m. Rồi đó, những cái thông tin cơ bản cho quý cô chú hình dung cái cây được rồi. Đây chi cành bên trong đi quý cô chú ơi, rất là đều kẹo nạo luôn đó. Về mình con chút đỉnh lại nữa, bẻ chút xíu nữa là chơi được rồi. Báo giá luôn anh Phương ơi. Dạ 7 này là giao luôn 1,6 triệu cho quý. 1,6 triệu ha. Ship toàn quốc luôn quý cô chú ơi. Đây anh Phương quay nhẹ vòng nữa đi đó, rất là đẹp cây luôn nha quý cô chú. Rồi mời anh Phương giới thiệu cây tiếp theo quý cô chú. Cây số 8 cô bác. Cây số A8 ha. Đây. Tổng thể đi quý cô chú ơi. Giảo Thủ Đức cô bác, nguyên thủy luôn. Bao bông đẹp luôn nha cô bác. Lô này là lô giảo Thủ Đức ha. 18 12 không cô bác ơi. À, anh Phương bao bông cho quý cô chú. Lắm, mà đẹp nữa. Rồi. Nói gì bông Thủ Đức là hết chơi rồi. Ờ anh quay một nhà một vòng nữa đi. Rồi lấy thông tin luôn anh Phương ơi. Đây, bộ tàng của em ở lại đây quý cô chú ơi. Tại vị trí này là 21 rồi cô bác. Rồi từ từ. Rồi vị trí này 21. Ở dưới còn tủ chưa có làm xuống nó còn nữa đó. Chiều cao 2,5 m rồi cô bác. Chiều cao hơn 2 thước ha. Rồi bộ tàn luôn, hao hao chú ý cô chú hình dung nè. Tàn ngang cỡ 1,5 m cô bác ơi. Hết lúc luôn rồi. 1,5 m. Đây chi cành bên trong đi quý cô chú ơi. Đặc biệt là cái nút nó rất là nhiều nghe quý cô chú. Đó, bông này là tương lai về nuôi là Tết là chơi bông là rất là đẹp luôn. Cây này là bảo đảm 2 năm nữa là sụn luôn quá. Đây quý cô chú thấy cái lá không? Lên nu hết trơn rồi. Lá rất là to nha quý cô chú. Bông tuyệt đẹp luôn, bao bông luôn đó cô bác. Rồi. Bông xấu đem trả lại. Rồi báo giá giao lưu luôn anh Phương ơi. Cây số 8 là 2,1 triệu cô bác. 2,1 triệu ha. Rồi cũng ship toàn quốc luôn ha. Toàn quốc luôn cô bác ơi. Đó thì trong quá trình xem video thì quý cô chú cứ thông thả xem. Nếu mà thích cây nào thì cứ alo cho anh Phương. Mình để cái số của anh Phương ở góc trái của màn hình. Ở quý cô chú cứ việc là liên lạc với anh Phương để anh Phương chốt giữ cây và giao cho quý cô chú nha. Rồi mời anh Phương giới thiệu cây tiếp theo quý cô chú. Cây A9 nha cô bác. Cây A9. Rồi anh quay vòng đi. Đó, cho quý cô chú hình dung cái bộ tàng đó nè. Đây, bộ tàng này quý cô chú ơi. Đó, đợt này anh Phương về một cái lô mai tàng mini đó, cho quý cô chú chơi cái Tết sắp tới. Này là giảo Thủ Đức không nha cô bác. Bông rất đẹp cô bác. Giảo Thủ Đức bông đẹp, bao bông đẹp cho quý cô chú luôn. Rồi lấy thông tin luôn anh Phương ơi. Này là 21 rồi cô bác. Rồi 21 vị trí đó nha quý cô chú. Bề cao 1,5 m cô bác ơi. Rồi chiều cao khoảng 1,5 m. Tàn ngang. Tàn ngang 1,2 m cô bác ơi. Rồi khoảng 1,2 m quý cô chú ơi. Chi cành của em nó bên trên đây.
rất là cạo nẹo, về chỉ cần mình chỉnh sửa chút đỉnh nữa ha, đó, chằng dây xuống vô chậu mới là chơi dưỡng chơi Tết được rồi. Rồi báo giá luôn anh Phương ơi. Cái này giá luôn là 1,6 triệu rồi cô bác. 1,6 triệu ha, ship toàn quốc. Quốc luôn. Ừ. Bao ship bao bông luôn. Ừ. Quý cô chú cứ yên tâm nha, mình cứ việc chọn cái cây nào hợp ý, hợp nhãn đó là alo cho anh Phương nha quý cô chú. Rồi anh Phương giới thiệu cây tiếp theo anh Phương ơi. Cây số 10 nha cô bác, A10 nha. Cây A10 quý cô chú ơi. Đây, cây này cũng rất đẹp nha quý cô chú. Đây bộ tàng của em nó đây. Đó, anh quay một vòng đi cho quý cô chú hình dung nè. Thân em nó vót lên trên luôn. Đó, tàn vót lên trên nha quý cô chú. Rồi, anh Phương để đó lấy thông tin cho quý cô chú đi. Em nó có một thân một cốt nha quý cô chú. 24 rồi cô bác. Rồi 24 vị trí đó. Đó cái này quý cô chú về là dưỡng là chơi được rồi ha. Nhiêu anh? 2m chiều cao quý cô chú ơi. Ngang 1m4. Rồi ngang khoảng 1m4 quý cô chú ơi. Đây quý cô chú xem lại nè. Đó những cái bộ đế này là về mình dưỡng lại. Đó, ở dưới là nó có đế hết nha quý cô chú. Đó, không có dám môi lên. Đó, dưỡng để mà cho nó về là không kịp cô bác ơi. Cho nó khỏe nha quý cô chú. Rồi anh báo giá giao lưu luôn anh Phương ơi. Cái này là giao lưu 2,2 triệu cô bác. 2,2 triệu ha. Bao ship toàn quốc luôn. Ship toàn quốc luôn quý cô chú ơi. Lên xù cho nha bác. Đang chuẩn bị lên xù nè. Bông là bao bông đẹp cho quý cô chú chơi nha. Yên tâm nha. Cây sống khỏe ha. Rồi mời anh Phương giới thiệu cây tiếp theo luôn ơi. A11 nha cô bác. A11 quý cô chú ơi. Đây anh quay vòng đi. Đó. Cái thân của em nó cũng lắc lưỡng chút xíu ha quý cô chú. Cây này nó lên nu chứ bị lên xù hết trơn luôn quá thôi. Chi tiết cho quý cô chú nè. Em nó cũng một thân một cốt nha quý cô chú. Đang lên nu cục trơn rồi quá. Cây này là sao là lên xù luôn á. Ê, những cái đặc điểm của nó. Cục trơn này quá. Nó nu trơn nè. Rồi anh Phương lấy thông tin cây em Phương ơi. Đây chứ này là 25 nha cô bác. Rồi 25. Đây quý cô chú xem lại nha, chiều cao mét rưỡi cô bác ơi. Chiều cao hao 1,5 m ha. Tàn em nó cũng tương đối ha. Tàn ngang chính tắc cô bác ơi. Chính tắc ha. Rồi. Rồi anh quay nhẹ nhẹ vòng báo giá giao lưu luôn Phương ơi. Cây số 11. Cây số 11 này giao lưu 1,3 triệu nha cô bác. 1,3 triệu ha. Đế dẫn cái này gắt quá cô bác. Ship toàn quốc luôn. Dạ, cũ dẫn cái này gắt quá luôn. Rồi quý cô chú cứ yên tâm nha, chỗ anh Phương là bao cây sống khỏe cho quý cô chú. Đó, bao bông đẹp luôn. Đó. Rồi mời anh Phương giới thiệu cây tiếp theo quý cô chú. Cây A12 nha cô chú. Cây A12 quý cô chú ơi, có một cái bộ tàng rất là đều. Đây quý cô chú xem, quay nhẹ nhẹ vòng luôn. Bông giảo Thủ Đức nha cô bác. Giảo Thủ Đức ha. Chứ không phải giảo thường nha, bông 8 đến 12 rất đẹp luôn, bao bông luôn. Đó, quý cô chú yên tâm mà giao lưu nha. Đây đế này đế bóng rộng luôn nha cô bác. Nè. Đây bộ đế này quý cô chú ơi, rất bóng là ghê không? Đó, quý cô chú xem hình dung nha. Tay mà vỗ xuống vậy. Rất đẹp ha. Rồi anh lấy thông tin của cây cho quý cô chú nè. Đấy, tàn rất là đều quý cô chú ơi. Cây này cũng đáng để quý cô chú quan tâm nghe quý cô chú. Rồi lấy thông tin luôn. Vị trí này là 19 nha cô bác. Rồi vị trí này 19 quý cô chú ơi. Chiều cao là 1m7. Chiều cao hao 1m7. Rồi tàn ngang luôn. Tàn ngang là 1m5. Rồi đó, thông tin cơ bản cho quý cô chú hình dung cái cây nha. Đây chi tiết chi cạnh bên trong của em nói cho quý cô chú hình dung. Rồi anh giao lưu cái cây này luôn anh Phương ơi. Cây A12 là giao lưu 2,2 triệu nha cô bác. 2,3 triệu ha. Dạ. Rồi ship toàn quốc cho quý cô chú luôn. Bao bông luôn. Rất là tuyệt luôn quý cô chú ơi. Đặc biệt có tặng quà lưu niệm luôn nha cô bác. Đó thì tặng quà lưu niệm luôn. Thì đầu clip đó anh Phương cũng có một số cái món quà để mà gửi tặng cho quý cô chú để mà làm kỷ niệm. Thì mong quý cô chú ủng hộ anh Phương và những cái món quà tình cảm gửi cho quý cô chú nha. Rồi mời anh Phương giới thiệu cây tiếp theo anh Phương ơi. A13 nha cô bác. A13 quý cô chú ơi, cũng có một cái bộ tàng rất là đẹp nè. Rồi anh quay nhẹ vòng đi cho quý cô chú hình dung cái bộ tàng đó nè. Đây chi tiết bên trong đi quý cô chú ơi. Bông là 8-12 bao bông nha cô bác. Anh Phương thông tin đi chi tiết cho quý cô chú hình dung. Đây một thân một cốt rất là đẹp luôn quý cô chú ơi. Rồi lấy thông tin luôn anh Phương ơi.
18 cô bác. Đây vị trí này 18 nha quý cô chú. Rồi đo thêm luôn. Chiều cao cỡ 2 mét nha cô bác. Chiều cao hao hao ha. Rồi bộ tàng luôn. Bộ tàng 1 mét rưỡi nha cô bác. Ừ, những cái thông tin này là quý cô chú hình dung được cái cây rồi nha. Đó, còn cái đường kính bầu á là khoảng cỡ 30 mấy ha, anh Vương hao hao cho quý cô chú lại nè. Đó, cho quý cô chú biết được cái kích thước để mà mình chơi chậu. Đó. Rồi giao lưu luôn Phương ơi. Ra 13 là giao lưu 1.8 cô bác. 1.8 quý cô chú ơi, ship toàn quốc cho quý cô chú. Ship toàn quốc luôn, bao ship bao ông luôn cô bác ơi. Rất là tuyệt luôn. Đây quý cô chú xem lại bộ tàng ha. Đó, thì anh Phương cũng có những cái món quà lưu niệm để cho quý cô chú nha. Rất cảm ơn quý cô chú đã ủng hộ anh Phương ở những cái clip vừa qua. Rồi mời anh Phương giới thiệu cây tiếp theo anh Phương ơi. Rồi chim chim cho nó ngay lại cho quý cô chú xem nè. Đó, cho nó cây nó vững lại. Rồi. Được chưa? Rồi anh Phương quay nhẹ vòng cho quý cô chú chim ngưỡng cái bộ tàng nè. Này là A14 cô bác. A14, nó có một cái bộ tàng cũng rất là khéo nha quý cô chú. Nó vót lên trên nha. Tàng đẹp, đế rất đẹp luôn các bác. Đế đây, đều luôn. Đây mình soi vô như cái bàn tay các bác. Từ từ mình soi chi cành trước cho quý cô chú nè. Đó, hình dung nè. Tàng rất đều rất đẹp luôn các bác ơi. Đó, rồi mình sẽ ghi cái đế cho quý cô chú xem từ từ đó, cái bộ đế. Bộ đế này chảy đều luôn các bác ơi. Đây đặc biệt đây là như cái móng rồng như bàn tay gì vậy. Rất là đẹp ha, rất đều đẹp. Đều cái mâm luôn quý cô chú ơi. Rồi anh lấy thông tin cho quý cô chú hình dung cái cây nè. Cây này cũng đáng để mà qua lưu tâm nha quý cô chú. Là 28 cô bác. 28 vị trí đó ha. Rồi. Hao hao luôn cái chiều cao. Chiều cao cỡ 2m2 cô bác. Rồi khoảng 2 thước trở lên nha, 2m2 cỡ 1m7 cô bác. Đây quý cô chú xem lại nè. Nó chi cành bên trong. Đó, đặc biệt là được cái bộ đế rất là đều. Đó, cây này mình về mình dưỡng dưỡng là rất đẹp cô bác. Bao bông ha. Bao bông luôn. 8-12 cô bác ơi. Đó, bộ đế đó. Về là giỏ Thủ Đức luôn cô bác ơi. Về là lên sóng liền chứ chưa có kịp làm gì nghe quý cô chú. Đó, thông cảm giùm nha. Rồi anh báo giá giao lưu luôn anh ơi. Nha 14 này giao lưu là 3.4 cô bác. 3.4 ha. Dạ, bao ship toàn quốc luôn. Đó, cho quý cô chú. Đó, cây này cũng rất đẹp quý cô chú. Đây. Đó, những cái dấu hiệu chớm xù của nó. Đây quý cô chú xem lại tổng thể dáng nha. Đó thì trong quá trình xem quý cô chú mà thấy thích hoặc là hợp nhãn cái cây nào thì cứ liên lạc alo với anh Phương nha quý cô chú. Để anh Phương ship cây cho quý cô chú nha. Rồi anh Phương giới thiệu cây tiếp theo anh Phương ơi. Cái này là A15 nha cô bác. A15 quý cô chú ơi. Rồi anh giới thiệu luôn Phương ơi. Này bông rất đẹp nha cô bác. Đặc biệt là có hiện tượng anh sụ cho nha cô bác. Đây cô bác. Những dấu sù ha. Cái này già cây lắm rồi cô bác. Đây tổng thể chi cành cho quý cô chú xem dáng của em nó nha. Đó quay nhẹ nhẹ đi. Đó bộ tàng nó cũng vót lên trên nha quý cô chú, rất là cao nha. Bông này là em bao bông rồi cô bác. Đó. Bông giảo Thủ Đức luôn, bông 8-12 luôn cô bác ơi, bông rất đẹp luôn. Lô này là bao bông cho quý cô chú. Đó, bông đẹp giảo Thủ Đức nha. Rồi anh lấy thông tin đi anh Phương ơi. Tay cành của em nó cũng rất là đều ha, rực nè. 22 cô bác. Rồi 22. Chiều cao là cả 2m4 cô bác. Chiều cao 2m4 hơn ha. Rồi tàng luôn Phương ơi. Tàng ngang 1m5 nha cô bác. Đó, khoảng 1m5 nè, chi cành rất là đều tay bên trong luôn quý cô chú ơi nè. Rồi anh báo giá giao lưu luôn Phương ơi. Cái A15 này là giao lưu 2.1 nha cô bác. 2.1 A15 quý cô chú ơi. Bao ship toàn quốc luôn cô bác ơi. Ship toàn quốc luôn. Đặc biệt có quà lưu niệm luôn. Đó thì như anh Phương thông báo thì quý cô chú bất kỳ mua cái cây nào thì cũng có một món quà lưu niệm ở anh Phương gửi để tặng quý cô chú lưu niệm ha. Rồi mời anh Phương giới thiệu cây tiếp theo anh Phương ơi. Cái này là A16 cô bác. Rồi A16. Đó, cũng là một cây mai tàng nha quý cô chú. Anh quay nhẹ nhẹ vòng đi cho quý cô chú hình dung nè cái tàng nè. Đó bộ tàng của em đó nè. Đó nó vót lên trên nha quý cô chú. Đó, đặc biệt là cái bên sụ như này cô bác. Cái bên trong mình thấy nó có những cái dấu sù nè. Đó cái nốt nè. Đó. Đây một thân một cốt em đó nha. Đấy nở luôn nha, cũng nở nha cô bác. Rồi anh lấy thông tin đi, thông số cho quý cô chú hình dung nè. Cơ bản thông tin cơ bản nè. Rồi vị trí đó nhiêu báo luôn.
23 của bác ơi. Rồi, vị trí đó 23 ha. Chiều cao 2 mét của trên của bác ơi. Chiều cao hơn 2 thước nha quý cô chú. Rồi, bộ tàng luôn Phương ơi. Tàng ngang 1m6 của bác ơi. Ừ, khoảng 1m6 khoảng đó nha quý cô chú. Đây quý cô chú xem lại hai cạnh. Rồi anh báo giá giao lưu cái cây này luôn anh Phương ơi. Giao lưu cái A16 là 1 triệu 9 nha cô bác. 1 triệu 9 ha. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi ship toàn quốc cho quý cô chú luôn. Đây quý cô chú xem lại nha. Đó thì trong quá trình mà xem clip thì quý cô chú mà thấy thích cái cây nào thì cứ alo cho anh Phương nha quý cô chú. Bao sống bao đẹp luôn nha cô bác. Đó, cây anh Phương là bao sống khỏe ha. Bao bông đẹp luôn. Đó, bao bông cho quý cô chú yên tâm mà giao lưu nha. Rồi mời anh Phương giới thiệu cây tiếp theo anh Phương ơi. Cặp này là cặp mai giảo cô bác. Rồi một cái cặp ha. Dạ, cặp quái luôn cô bác ơi. Cặp này số 17 anh Phương hả? Dạ cặp này cặp số 17 cô bác. Số 17 rồi anh quay một vòng đi vô quý cô chú. Cặp quái cô bác. Dáng em nó rất là quái ha. Đây chi tiết cho quý cô chú xem nè. Từ mình ghi ở bên trên xuống dưới nè. Đó nó có một cái bộ đế rất là quái ha. Dạ đế nam quái. Rồi bây giờ anh lấy một số cái thông tin đi cho quý cô chú hình dung nè. Rồi tại vị trí này cô bác 13. Rồi vị trí này 13 ha. Rồi bên này luôn. Cái này thì 9. Rồi vị trí đó 9 ha. Cái hình thú nằm dài là 27. Rồi hình thú 27. Đo nhiều quý vị. Cái này hấp đường đo luôn. Thì là bữa nay tới đây là 18 cô bác. Rồi 18. Còn hình lượng là 30 nha. Nói chung là đo hao hao nếu quý cô chú hình dung nha. Đặc biệt là hai cái này rất quái cô bác ơi. Này cũng như mini nha các bạn. Dạ mini để bàn muốn sai luôn. Quý cô chú là cây này là cây mini. Đó, một cặp. Rồi anh giao luôn một cặp bao nhiêu báo luôn cho giao quý cô chú. Mai giảo này là 1,5 triệu cô bác ơi. Bao ship toàn quốc luôn. Này mai giảo ha. Dạ. Đó, ship toàn quốc 1,5 triệu quý cô chú ơi, mã số 17. Đó, quý cô chú ưng thì cứ liên lạc với chỗ anh Phương để anh ship cây cũng như là cung cấp những cái thông tin cho quý cô chú nha. Đó, cây rất là khéo luôn. Rồi anh Phương giới thiệu cây tiếp theo anh Phương ơi. Cái này mai giảo cô bác 8-12 nha. Đây mai giảo luôn quý cô chú ơi. Cái phôi này là xù dữ lắm rồi cô bác. Rồi anh quay vòng đi. Cũ nó là xù dữ lắm rồi cô bác. Đó. Cây đã đâm chọi rất mạnh rồi cô bác. Đây từ từ mình chi tiết cho quý cô đâm chú. Đâm chọi xanh nó trên này là dưới này nó bể xù luôn nè cô bác. Bể sụ cục cục chân nè. Rồi quay. Là đâm tượng xanh hết trơn nha cô bác. Quay nhẹ vòng đi Phương ơi. Cây rất mạnh cây nha cô bác. Đó, cho quý cô chú thông thả. Đặc biệt là cây giảo này nó xù chảy nha cô bác. Này đặc biệt là giảo ha. Dạ. Cây giảo quý cô chú ơi. Đó, bộ đế nè. Rồi anh quay qua một vòng lấy cái vị trí thuận lợi rồi mình đo thông số cho quý cô chú hình dung nè. Đó, đúng rồi. Đây, ngang nhiều vị trí nha cô bác. Ừ. Tại cổ cây là 26 nha. Rồi 26. Rồi cái cũ đó. Này là 36 cô bác. 36. Đo nhiều. Xuống đây nữa nha. là 39 nha cô bác. 39 đó, nó rất là nở ha. Cái thân bay đó nha cô bác. Đây quý cô chú xem ha. Là 59. Rồi 59. Đo cái bầu luôn. Đường kính bầu là 33. Đó, 33 quý cô chú ơi. Những thông tin cơ bản cho quý cô chú hình dung cái cây. Rồi quay qua một vòng luôn, báo giá giao lưu luôn luôn. Giao lưu cái mai này là A18 này là 1,4 triệu nha cô bác. 1,4 triệu ha. Bao ship toàn quốc. Rồi đó. Đặc biệt là xuồng chảy rất nhiều nha cô bác, nhiều chỗ luôn. Cái này là tương lai ha. Dạ cây rất đẹp luôn. Rồi từ chảy, chậm nó đi. Không có gì có hết. Chậm đi mình cận cảnh lại một số chi tiết cho quý cô chú xem nè. Chi tiết những cái chỗ dấu xù nè. Dấu xù nhiều lắm. Bên hông này vẫn xù nữa cô bác. Đó. Sau lưng này là đều xù hết luôn. Nè xù hết luôn các bác. Từ từ rồi đó. Đó quý cô chú xem nha, cây này là 2-3 năm nữa cô bác thấy là nó xù một cái mít cái bệ này hết trơn luôn. Đặc biệt cây đang đâm rất mạnh nha cô bác. Đó thì mong quý cô chú trong quá trình xem bông giảo rất đẹp luôn. Đó thì thích cái cây nào thì cứ alo cho anh Phương liền nha quý cô chú để anh Phương giữ cây và ship cho quý cô chú nha. Thưa quý cô chú thì vừa qua anh em chúng tôi cũng đã giới thiệu một số cây mai tàng chơi Tết mini cho quý cô chú. Thì anh Phương chào quý cô chú. Anh Phương ơi, chào anh chị em và cô chú gần xa. Rất cảm ơn cô chú gần xa và anh em ủng hộ những clip vừa qua.
Dạ anh em cô bác, dạ, chân thành cảm ơn để em có động lực để đi sưu tầm những mai đẹp bông đẹp về để phục vụ cho cô bác. Rồi, chân thành cảm ơn. Rất cảm ơn anh Phương ha. Đó thì quý cô chú trong quá trình xem thì thích thì cứ alo cho anh Phương nha quý cô chú. Đó thì trong quá trình xem thì quý cô chú hãy nhấn cái nút đăng ký và cái hình chuông bên góc phải để luôn nhận được những cái video mới nhất của mình về chia sẻ những cái gốc mai, gốc bonsai đẹp để giao lưu cùng quý cô chú nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú ở những cái video clip sau.